nào. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Siêu Quậy Tí Hon. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp tổ chức và được sự tài trợ bởi công ty cổ phần Diana. Và kính thưa quý vị, chúng tôi luôn luôn hy vọng rằng chương trình Siêu Quậy Tí Hon sẽ mang đến cho quý vị những giờ phút thư giãn thật thoải mái. Và như thường lệ, chúng ta hãy cùng xem ai sẽ đến chơi Siêu Quậy Tí Hon ngày hôm nay. Đội màu đỏ, Hạng Long, thí sinh Quốc Minh, 1,5 tuổi, cân nặng 12 kg, sở thích thích ca hát và đá bóng. Hạng Rồi, thí sinh BB, 4 tuổi, cân nặng 25 kg, thích bông hoa, phim hoạt hình Tom và Jerry. Hạng nặng, thí sinh Nguyễn Bảo, 7 tuổi, cân nặng 33 kg, thích chơi cầu lông, chơi game và các hoạt động tập thể. Đội xanh, thí sinh Phương Nhi, 1,5 tuổi, cân nặng 12 kg, thích đi công viên, thích đến nơi đông người. Hạng Rồi, thí sinh Chí Cường, 4 tuổi, cân nặng 22 kg, thích ăn bánh đậu xanh và xem phim siêu nhân. Hạng nặng, thí sinh Bảo Hân, 7 tuổi, cân nặng 25 kg, thích xem phim hoạt hình Pokemon và thích bơi lội. Đội vàng, thí sinh Xuân Anh, 1,5 tuổi, nặng 13 kg, thích xem phim hoạt hình, xem đĩa nhạc thiếu nhi và múa hát. Thí sinh Bảo Hân, 4 tuổi, cân nặng 22 kg, thích bơi và thích vẽ. Hạng nặng, thí sinh Mai Khanh, 7 tuổi, cân nặng 30 kg, thích xem phim hoạt hình và bơi lội. Vậy đó, 3 vòng chơi với các hạng cân khác nhau sẽ cống hiến cho quý vị những phần thi đấu rất hấp dẫn. Thế nào, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bước vào Siêu Quậy Tí Hon. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch Hạng Long. Giải vô địch Hạng Long là giải đấu dành cho các thí sinh nhỏ tuổi nhất của mỗi đội. Và các thí sinh chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hôm nay họ sẽ đến với chúng ta trong trò chơi đua xe đẩy giành giải quán quân. À ha, sẽ không như những kiểu đua xe của dòng thi F1. Chúng ta không cần gây cấn như thế. Nhưng các thí sinh chúng tôi bảo đảm sẽ có một cuộc thi rất hấp dẫn. Họ sẽ cùng nhau thi đẩy và ai đẩy xe của mình về đến đích trước tiên sẽ nhận được 3 điểm. Người thứ nhì nhận được 2 điểm và người cuối cùng nhận được 1 điểm. Các con nghe có hiểu không? Nhưng các phụ huynh sẽ hiểu và sẽ giúp cho các bé. Nào, 2, 3, bắt đầu. Lên đây với chúng ta, lên đây. Bin, Bin ơi, Bin ơi. Chiếc chè, chiếc chè, chiếc chè, lên đây con. Đi ơi, đẩy xe, đẩy xe, đẩy xe. Bin, Bin, nhanh lên con. Lên đây, lên đây. Nhi ơi. Chiếc chè, chiếc chè. Nhi, ai là gì? Chiếc chè, quẹo vô con. Quẹo vô, quẹo vô rồi. Con đẩy xe thẳng lên. Thẳng lên con. Rẽ lên, rẽ lên. Quẹo vô. Quẹo vô trong, quẹo vô trong. Rồi tiếp tục, tiếp tục. Yeah. Và bây giờ xin mời quý phụ huynh hãy ẵm các bé trở về đây với Đình Toàn ạ. Xin mời các chị. Đầu tiên Đình Toàn xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến sự trợ giúp của quý vị phụ huynh dành cho các bé. Và chúng ta sẽ cùng nhau công bố điểm. Đội màu đỏ, con đi rất nhanh và con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Hay quá. Đội màu xanh, Nhi ơi, con nhận được 2 điểm cho đội của mình. Con vỗ tay cho Nhi luôn. Con vỗ tay. Và cuối cùng, sau khi giao lưu khán giả rất nhiều vẫy tay chào khắp nơi các lượt, thì thí sinh màu vàng cũng đã đi đến đích và nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với phần thi đấu của các thí sinh ở giải vô địch Hạng Rồi. Trò chơi đua xe đẩy giành giải quán quân. Đội đỏ 3 điểm, đội xanh 2 điểm và đội vàng 1 điểm. Chúc mừng đội đỏ. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch Hạng Rồi. Trước khi đến với phần thi đấu của các thí sinh, chúng ta hãy cùng làm quen với từng đội một. Nào, Bảo Hân,
ở nhà con có em bé không? Có. Có không? À, con có mấy em bé nè? Vậy thì em của con mấy tuổi rồi? 3 tuổi. 3 tuổi. Đội màu đỏ. Ở nhà con có em bé không? Ba thương con hơn hay là thương em bé của con hơn? Hai chị em. Hai chị em luôn. Vậy mẹ thương con hơn hay là thương em bé hơn? Thương hai chị em. Hai chị em luôn. Thế còn Cường, ở nhà con có em bé không? Ừ. Em bé của con mấy tuổi rồi? 3 tuổi. Có khi nào em bé khóc nhè không? Wow, như vậy là ai cũng có em bé hết. Vậy thì chúng ta hãy làm giống như mẹ chúng ta vậy, hoặc là làm theo cách của chúng ta, và cùng tham gia một trò chơi rất hấp dẫn mang tên Thầy Tả. Nhiệm vụ các con là sẽ thay tả cho các búp bê ở trên đây. Nhớ tháo một cái tả cũ ra, sau đó bôi phấn vào cho em bé, và sau đó chúng ta sẽ mặc một cái tả mới vào cho em. Nhớ nha, thời gian dành cho các con là 2 phút rưỡi. Điều này chắc cũng không quan trọng, nhưng khi nào chú Toàn kêu hết giờ là phải dừng tay lại. Nhưng ai thay tả nhanh nhất sẽ nhận được 3 điểm. Người về nhi sẽ nhận được 2 điểm. Và người cuối cùng chỉ còn nhận được 1 điểm mà thôi. Nào, công việc thay tả bắt đầu. Con thay tả cho em bé đi. Con thay tả cho em đi. Mở tả cũ ra. Rồi, con xuất phấn cho em. Mở ra đi, tiếp tục con. Cương, tiếp tục. Đúng rồi, để ra. Rồi, cho chúng ta cái này. Rồi, chúng ta bôi phấn vào cho em. Rồi, không cần, không cần. Con bôi phấn cho em chưa? Con bôi phấn chưa? Rồi, con bôi phấn cho em đi. Lật em bé lại, bôi phấn sau nữa. Rồi, con mở tả ra và mặc cho em bé này. Rồi, để lại. Rồi, con mặc tả cho em, lấy tả ra cho em. Con nhịp rồi, con đợi. Con nhịp trên, con đợi không nhịp. Rồi. Rồi. Rồi, mở ra. Đó, đúng rồi, con mở ra, mở bên kia ra luôn. Mở bên này ra luôn. Không sao. Rồi, con kéo đi, con kéo lên, con kéo miếng dán lên. Đây nè. Wow. Đội màu xanh cứ mãi lấy quay với cái tả của mình. Trong khi đội màu đỏ thì đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Rồi, con ẵm em bé lên. Con ôm em ở đây, ôm em vô. Rồi, giỏi quá. Đổ lên. Rồi, tìm miếng băng dán ở đâu? Ở đâu? Đúng rồi. Còn màu xanh, bây giờ sao? Bây giờ sao? Đây, con phải đặt em bé lại. Rồi. Rồi, bây giờ con kéo tả lên. Coi xong chưa? Nhanh lên, chúng ta sắp hết giờ rồi. 5, 4, 3, 2, 1, go! Nào, con ẵm em bé con lên. Oh, rất là giỏi. Thế còn đội màu vàng? Rất không? Mặc dù không chính xác lắm, nhưng mà cũng tạm chấp nhận được. Đã. Thế còn đội màu xanh, chúng ta coi con làm gì với cái tả nào. À, em bé rớt tả rồi Cường ơi. Em bé bị rớt tả rồi. Và đã đến lúc chúng ta phải cần xem xét số điểm của các đội. Đội màu xanh con nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Đội màu vàng con có được 2 điểm. Và đội màu đỏ con có được 3 điểm.
Và bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với phần đấu của các thí sinh ở giải vô địch Hạ Long. Trò chơi thay tả, đội đỏ 6 điểm, đội xanh 3 điểm và đội vàng 3 điểm. Các thí sinh Hạ Long của chúng tôi đã trở lại rồi và họ sẽ gặp gỡ tất cả chúng ta trong một trò chơi rất quen thuộc, đó là thi uống sữa. Mỗi thí sinh sẽ được cung cấp một bình sữa với thể tích như nhau là 60ml và trong vòng 2 phút 30 giây, thí sinh nào uống hết sữa nhiều nhất sẽ nhận được 3 điểm, người uống ít hơn sẽ nhận được 2 điểm và cuối cùng 1 điểm cho người nào còn sữa nhiều nhất. Nào, các phụ huynh xin các chị một lần nữa giúp Đình Toàn trợ giúp các thí sinh trong việc uống sữa. Và bây giờ thì chúng ta lấy bình sữa ra và 2 phút 30 giây dành cho các con bắt đầu. Hãy vừa nghỉ ngơi và vừa uống sữa nào. Giỏi quá. Nè, ngon không con? À, uống tiếp đi. Trời. Sao vậy Bin? Sao vậy Bin? Đúng rồi đó. Đừng có rời khỏi vị trí. Uống vô. Dạ, rồi. Đây, chú Tàng đây. Rồi, chú Tàng đây, chú Tàng đi qua đây. Tư thế rất chuyên nghiệp. Bin ơi. À. Uống đi con, đừng có ngậm nó, đưa qua đi lại vậy, uống đi nha. Con có uống không hay con chỉ ngậm chơi thôi? Ra đây uống được không? Ngồi đây uống luôn. Ngồi đây uống nha. Rồi, bây giờ ngồi, ngồi đây uống. Ngồi đây uống. Rồi, nằm đây uống. Nằm đây uống. Ngồi dậy. Wow, 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 thôi. Thôi, chú Tài xin lỗi. Chú Tài xin lỗi nè. Thôi, uống rượu tiếp nè. Uống rượu tiếp nè. Thôi, trở về với mẹ, trở về với mẹ. Trở về với mẹ. À, sắp hết giờ rồi chứ. Nào, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Con ngủ luôn rồi hả? Con uống xong ngon quá, con ngủ luôn rồi hả? Nào, Bin ơi, nín khóc đi. Chú Toàn xin lỗi nha. Nào. Chào chú Toàn đi. Uống nữa. Yeah. Rồi, cảm ơn con. Thế còn chai sữa của bạn Bin đâu rồi? Thôi, không khóc nữa nào. Yeah. Bây giờ thì Nhi quay mặt lại, quay mặt lại. Cười đi, con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Thí sinh ở đội màu vàng, con nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Bin ơi, con nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phần thi đấu của các thí sinh ở giải vô địch Hạ Long. Chúng ta cùng quay lại với giải vô địch Hạ Rồi. Trò chơi uống sữa kết thúc. Đội đỏ 7 điểm, đội xanh 6 điểm và đội vàng 5 điểm. Nào đội vàng cố lên. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch Hạ Rồi. Và các thí sinh ở giải vô địch Hạ Rồi lần này sẽ cùng đến với chúng ta trong một trò chơi mang tên dùng muỗng nâng banh. Mỗi thí sinh sẽ có một rổ banh ở trước mặt. Các con sẽ dùng muỗng
nâng quả banh lên và sau đó đi bộ đến cái xô trước mặt và bỏ banh vào. Nhớ di chuyển cho cẩn thận, không được làm rớt banh xuống đất. Nếu như rớt xuống thì chúng ta sẽ dùng tay và chúng ta đặt lên lại muỗng và không được vịn vô banh. Đi chậm chậm thôi, cẩn thận và bỏ vào xô. Ai truyền được nhiều banh vào xô nhất và sớm nhất sẽ là người nhận được 3 điểm. Ai về nhì nhận được 2 điểm và đương nhiên cuối cùng thì chỉ nhận được nào. Trò chơi chúng ta ngày hôm nay rất đặc biệt. Đó là trò chơi mang tên Tìm Tình Tích. Vinamilk Pro-V, sữa chua với hàng tỷ men sống giúp hệ tiêu hóa khỏe khoắn tự nhiên từ bên trong. Do đó, mang đến vẻ tươi xinh rạng rỡ bên ngoài. Vinamilk Pro-V. Trước khi bước vào trò chơi thì chúng ta muốn hỏi là các con thường thấy tin tức ở đâu? Đội màu vàng. Dạ con thường thấy tin tức ở trên TV, trên báo. Trên TV, trên báo. Và ở trên vi tính. Trên vi tính, người lớn nói. Đội màu đỏ với đội màu xanh có đồng ý không? Đấy. Thế thì bạn màu xanh, con thường đọc tin tức gì ở trên TV hay là báo chí? Dạ con đọc tin tức ở trên báo. Con thấy là bị sạt lở đất. Wow. Ở thành phố Huế. Rất là thời sự. Thế còn bạn trai, bạn thấy tin tức gì trên báo chí hay là trên TV? Dạ con thấy ở TV là dự báo thời tiết. À đúng rồi, rất quan tâm đến thời tiết. Vậy thì theo con ngày hôm nay trời nắng hay mưa? Dạ trời nắng. Đúng rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò chơi tìm tin tức. Đặc biệt chúng ta cảm thấy là có hai bạn rất yêu thích thể thao. Bây giờ chúng ta có 3 cuốn báo ở trước mặt. Chúng ta có nhiệm vụ là mở cuốn báo này ra và tìm thấy trang số 8. Hy vọng đó là một bản tin thể thao. Ai mà tìm được đầu tiên thì mở trang số 8 ra và đưa cao lên cho chú Toàn xem. Thời gian dành cho chúng ta đó là 2 phút. Nhớ nha. Và trước khi bắt đầu trò chơi thì chú Toàn có bật mí nho nhỏ. Tờ báo được gói rất chặt. Các con mở lớp bao ni lông ra, cố gắng đừng làm rách báo. Có thể dùng tay, dùng miệng và thậm chí dùng chân nếu chân có thể làm được. Chúng ta đồng ý hết. Nào, bây giờ thì 2 phút bắt đầu. Đúng rồi. Đội màu đỏ, bạn rất nhanh nhẹn, sử dụng miệng đúng lúc. Cắn ra, cẩn thận coi chừng gãy răng nha. Đội màu xanh thì đã lột được lớp ni lông đầu tiên rồi. Không đơn giản đâu. Bạn muốn nhận được 3 điểm của chú Toàn à? Khó lắm. Wow, trang số 8 nhớ nha. Người mở ra đầu tiên sẽ nhận được 3 điểm. Người thứ nhì sẽ nhận được 2 điểm. Và người cuối cùng nhận được 1 điểm. Nhớ là trang số 8, tôi luôn luôn nhắc lại với các bạn là trang số 8. Trang, cái trang tìm ở đâu? Bạn mở tờ báo ra. Bạn mở tờ báo ra. Đâu, đúng trang số 8 không? Giơ tờ báo lên. Phải trang số 8 không? Ở trò chơi đầu tiên, nếu nói về sức mạnh thì các bạn trai rất là nhanh nhẹn. Nhưng còn bây giờ chúng ta cần sự khéo léo. Bạn bỏ cuộc à, chưa hết giờ mà. Nhưng để cần sự khéo léo thì có vẻ các chàng trai hơi thiệt thòi hơn một chút. Sắp hết giờ rồi. 5, 4, nhanh lên. 3, 2, 1, 0. Bạn giơ tờ báo của bạn lên. Bạn không những tìm được một trang số 8 mà bạn còn tìm được cả 8 trang của tờ báo luôn. Cầm lấy. Thế nào? Áo đỏ, con biết con được mấy điểm không? Dạ 1 điểm. Chính xác, bạn đem về 1 điểm cho đội của mình. Áo vàng, con tìm được trang số 8 nhanh hơn hay chậm hơn đội áo xanh? Dạ chậm hơn.
con rất là thật thà. Chú Toàn thích điều đó và con nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Thế còn đội áo xanh, hãy vui mừng lên, bạn nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Yeah! Xin cảm ơn cả 3 thí sinh, chúng ta đã hoàn tất phần thi đấu ở giải vô địch hạng nặng rồi. Bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng. Trò chơi tìm tin tức đã kết thúc. Đội đỏ 14 điểm, đội xanh 13 điểm và đội vàng 9 điểm. Chúc mừng cả 3 đội chơi. Và bây giờ là lúc chúng ta hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng. Thưa quý vị, đội màu vàng đạt được 9 điểm, nhận được huy chương đồng với phần thưởng là những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu mua quà trị giá 900.000 đồng. Huy chương bạc thuộc về đội màu xanh với những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu mua quà trị giá 1.500.000 đồng. Và cuối cùng, đội màu đỏ đã xuất sắc nhận được huy chương vàng và những phần quà là một phiếu mua quà trị giá 3 triệu đồng và những phần quà của nhà tài trợ. Chúng tôi một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Siêu Quậy Tí Hon, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp tổ chức. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty cổ phần Diana đã tài trợ chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày thứ Bảy tuần sau lúc 19 giờ trên HTV7. Chào tạm biệt. Mừng được chào đón các bạn nhỏ đến với chương trình Ngôi Sao Cậu Bé. Xin chào anh Đức Thịnh, Bé Xanh và Bé Đỏ. Xin chào các bạn.